mảnh đất Vĩnh Long không chỉ được biết đến với tấm lòng nhân hậu, hiếu khách của người dân, mà còn được nhắc đến như một vùng địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều bậc danh nhân, anh hùng hào kiệt, nhiều tướng lĩnh tài ba. Trong đó có cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người con ưu tú của đất nước và quê hương Vĩnh Long. Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và Nhà nước ta. Người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Suốt đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước cách mạng tại làng Long Hồ, Tổng Long Bình, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ khi còn là học sinh, được sống trong không khí sục sôi yêu nước của tuổi trẻ, sau đám tang cụ Phan Châu Trinh và phong trào phản kháng thực dân Pháp kết tội và quản thúc cụ Phan Bội Châu, Phạm Văn Thiện đã sớm giác ngộ cách mạng, dấn thân vào con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1930, Phạm Văn Thiện được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở tuổi 18, người Cộng sản trẻ tuổi ấy đã bị kết ngay án tử hình của thực dân Pháp vì đã bắn chết tên Hương Quản Châu, một tay sai đắc lực của Pháp trong cuộc meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở Châu Thành, Mỹ Tho. Do phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và các lực lượng tiến bộ trên thế giới buộc chính quyền thực dân Pháp phải giảm án cho đồng chí xuống chung thân khổ sai và đầy ra địa ngục trần gian, nhà tù Côn Đảo. Bị giam cầm trong nhà tù đế quốc với chế độ hà khắc đọa đầy, không những không khuất phục được Phạm Hùng mà còn tôi luyện cho đồng chí và nhiều đảng viên cộng sản trở thành những con người sắt thép, khí phách hiên ngang. Tại đây, người Cộng sản trẻ tuổi ấy là một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào đấu tranh ở nhà tù Côn Đảo. Nhiều năm làm bí thư đảo ủy, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, tổ chức học tập lý luận về chủ nghĩa Cộng sản để nâng cao nhận thức cho tù nhân và tuyên truyền giác ngộ binh lính, cai tù, giám thị. Có cái tay rất thích hát cải lương, nhưng mà lại không biết chữ. Thì anh dạy cải lương thì anh bảo thôi mình mà dạy tay kia cũng thích, thế thì anh bảo thôi nên học chữ thêm đi. Thế nó ôi giờ chết nơi rồi còn học cái gì nữa. Mà không, mình học vậy để chết là con ma biết chữ chứ không phải chết là người ngu dốt. Án tử hình, cái lạc quan, cái yêu đời thì đã, cũng đã là một cái anh hùng rồi, phải? Nhưng mà cũng có thể nhiều người làm được. Nhưng mà lại còn kiên trì giáo dục về chính trị, về văn hóa cho người ta nữa, mà cải tạo cho người ta nữa. Thì cái đó thật là hy hữu. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng gắn liền với những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta. 76 tuổi đời, 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, với ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và lòng nhiệt tình cách mạng cháy bỏng, đồng chí Phạm Hùng được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh như hiện nay. Tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 16 tuổi, đồng chí Phạm Hùng đã trải qua nhiều cương vị công tác với nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Dù ở cương vị nào, là người cán bộ hay người lãnh đạo chỉ huy, lãnh đạo cơ sở hay lãnh đạo cấp cao, đồng chí Phạm Hùng luôn luôn nêu cao ý chí cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, giàu nghị lực. Ở bất kỳ lĩnh vực công tác nào, đồng chí đều thể hiện là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cách mạng tháng 8 thành công. Trở về sau 15 năm bị giam cầm, đồng chí Phạm Hùng tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Nam Bộ. Năm 1946, được bầu làm bí thư xứ ủy lâm thời Nam Bộ, kiêm giám đốc quốc gia tự vệ cuộc, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Từ quốc gia tự vệ cuộc, đồng chí đã tổ chức thành lập bộ phận công an cách mạng, sau này là nha công an Nam Bộ, và hai tiếng anh hùng được nhân dân thương mến gọi từ ngày đó. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bác Hai Hùng đã trực tiếp chỉ đạo việc củng cố và phát triển lực lượng quốc gia tự vệ cuộc, tiền thân của công an Nam Bộ. Trong thời gian này, đồng chí Phạm Hùng cũng đã điều động đồng chí Mai Chí Thọ, trưởng ty công an Cần Thơ về làm trưởng ty công an Mỹ Tho và chỉ đạo Sở Công an mở nhiều khóa huấn luyện chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ, triển khai xây dựng mạng lưới Việt báo rộng rãi trong các vùng tạm chiếm, đấu tranh phát hiện những phần tử gián điệp của địch trà trộn vào công chức, thợ thuyền, học sinh, đấu tranh chống Việt gian phản động đội lốt tôn giáo. Trước tôi ở Cần Thơ, tôi là Nguyễn Xuân Mai. Lúc bây giờ tôi là phó bí thư tỉnh ủy, là cũng làm trưởng thi công an. Thế thì ông lên đặt ông đặt tôi là lấy cái tên cũ là Mai. Chí Thọ nghĩa là sống bút mà lệ thủy thôi. Không bao giờ, không có thể chết ẩu chết thả được. Cho nên cái tên đó là cái tên ông đặt cho tôi là Mai Chí Thọ, là cái tên ông Hùng đặt rồi. Công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Đó là tư duy sắc bén của Bác Hai Hùng về công an, được trình bày tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 5 diễn ra vào tháng 1 năm 1950. Trong đề án Công an Nhân dân Việt Nam, một trong năm đề án được hội nghị thảo luận sôi nổi và thông qua. Bản đề án này cũng là nền móng xây dựng lý luận cho lực lượng công an Việt Nam. Trong bất cứ tình hình nào, thời chiến cũng như thời bình, công an là không lúc nào được nghỉ ngơi. Đó là Bác đã dạy từ khi mà chúng ta còn ở Việt Bắc. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt cả cuộc đời làm cách mạng của mình, đồng chí Phạm Hùng luôn ngưỡng mộ, học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Thấm nhuần lời dạy của Bác về tư cách người công an cách mạng, Bác Hai Hùng cùng lãnh đạo Sở Công an Nam Bộ phát động phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Trong Công an Nam Bộ, năm 1951, 6 điều Bác Hồ dạy được in làm tài liệu học tập thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ Công an Nam Bộ. Phong trào đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ Công an Nam Bộ và có sức lôi cuốn lan tỏa trong toàn lực lượng công an nhân dân. Cho đến nay, phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đã được nhân rộng và liên tục trong suốt chiều dài xây dựng phát triển và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra cam go, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là Bí thư Trung ương Cục đã tham gia trực tiếp với Ban lãnh đạo Trung ương Cục, giải quyết nhiều vấn đề lý luận về an ninh nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa công tác an ninh vào nền nếp. Đối với công tác xây dựng lực lượng công an, thì phải thấy là như thế này. Trước hết là ông đặt vấn đề, chính thức là lực lượng công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Mà thường xuyên trực tiếp đó chính là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Có lẽ cái tư duy này nó được thể hiện ở trong cái việc mà Bộ Chính trị ban hành cái nghị quyết số 31 vào tháng 12 năm 1980, thì chúng ta thấy rất rõ cái tư tưởng đó. Thì đấy là một cái điểm mà
có lẽ là một trong những cái nó tạo ra một cái cơ sở chính trị pháp lý để lực lượng công an nhân dân sau này hoàn thành tất cả những nhiệm vụ dù là rất nặng nề, khó khăn và phức tạp. Một cái điểm thứ hai nữa mà ông cũng là cái người rất quan tâm xây dựng lực lượng công an phải gắn bó với nhân dân, và như trước đã nói là rất quan tâm đến cái việc mà xây dựng cái tư cách người công an nhân dân và làm cho công an dân phải làm thế nào là gắn bó với nhân dân, lấy cái sự nghiệp và cái sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phải là sự nghiệp của toàn dân và phải lấy dân, phải phát huy cái nhân tố nhân dân trong cái cuộc đấu tranh chống phản cách mạng cũng như các thế lực phản động khác để bảo vệ an ninh trật tự. Và trong cái này thì có một điều đặc biệt, ông là một trong những người có một cái quan điểm rất là rõ ràng là nhân dân ở đây là bao gồm rất nhiều cái tầng lớp, trong đó có cả dân tộc và tôn giáo, và ông rất quan tâm đến vấn đề này và cũng là một cái người đã giải quyết rất thành công vấn đề này một cách dứt khoát, dứt điểm. Khi chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì cuộc chiến tranh biên giới lại nổ ra. Lợi dụng tình hình đó, những kẻ phản quốc như Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh tung biệt kích gián điệp vào miền Nam nước ta. Chúng dự định cấu kết với bọn phản động trong nước, xây dựng căn cứ, phát động lực lượng tại chỗ, hoạt động gây rối, gây bạo loạn, hòng lật đổ chính quyền. Trước âm mưu của các thế lực thù địch, Phạm Hùng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Đảng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với một cái nhãn quan chính trị sắc sảo, với một cái tư duy về chiến lược và đồng thời với một cái nhạy bén về công tác công an, cho nên là ông đã sớm nhận thức được vấn đề này và đã chỉ đạo có thể nói là rất sát sao và có hiệu quả cái công tác đấu tranh chống gián điệp và gián điệp biệt kích trong cái thời kỳ này. Từ tư duy đến tổ chức hành động, Phạm Hùng đã xây dựng lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, đủ sức đối phó với bọn tình báo, gián điệp phản động của địch. Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác Hai Hùng, kế hoạch CM-12 thắng lợi, đập tan của tổ chức âm mưu phản động Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu. Mà đến nay mỗi khi nhắc đến chiến thắng CM-12 là chiến công đặc biệt xuất sắc và đáng tự hào của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Tôi bạn với anh thì nhất trí là làm sao mà đối phó cho được, tức là câu bắt cho được đám trung tâm, biết rõ nó là ai này, thì đám đó là đám Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, nó tuyển mộ, nó thả vô với nhiệm vụ như thế này nè, hình thành cái căn cứ trong ruột của mình để từ đó dựa vào những cái luồng phản động trong nước rồi ứng lệch. Cái cú đó quan trọng nhất là nếu mà nó vũ khí mà nói thì nó là 100 mấy chục tấn, có đô la, mấy chục cái điện đài, rồi mấy trăm thằng biệt kích vô đây, năm rải đi hết này, bắt được hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hơn hai ngàn thằng những tổ chức khác nhau. Đây là một trong những vụ án có thể nói được coi là đỉnh cao của cái cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích cái thời kỳ mà sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Và nó cũng là một điển hình về cái nghệ thuật đấu tranh của lực lượng an ninh Việt Nam. Đó là dùng người của địch, dùng phương tiện của địch để đánh địch. Và nó cũng thể hiện một cái nghệ thuật, có thể nói là nghệ thuật về cái đấu tranh phản gián của lực lượng an ninh Việt Nam nói riêng và lực lượng công an nhân dân Việt Nam nói chung trong cái mặt trận đấu tranh để làm thất bại cái âm mưu của các cái thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam sau cái ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Bên cạnh đó, bác Hai Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ và Công an địa phương
chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp với Công an nước bạn Lào ngăn chặn có hiệu quả kế hoạch sắt mang tên Mật ký chiến lược đối với ba nước Đông Dương do Võ Đại Tôn chỉ huy, đấu tranh phá tan kế hoạch Đông Tiến do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo đấu tranh với các lực lượng phun rô, Bác Hai Hùng luôn quán triệt để cán bộ chiến sĩ nắm vững quan điểm. Đây không phải là vấn đề quân sự, phương án cơ bản là vận động, kêu gọi bà con nhân dân trở về với chính phủ, với buôn làng. Phải đầu tư phát triển kinh tế, từng bước khắc phục khó khăn đời sống cho vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Cũng trong thời điểm này, Bác Hai Hùng đã đưa ra nhận định phát triển kinh tế xã hội phải gắn với bảo vệ an ninh trật tự và ngược lại. Khi mà cái tình hình vùng đồng bào dân tộc Tây Nguyên ấy, nó cũng có những xáo trộn do cái hoạt động của phun rô vũ trang, thì có lẽ ông cũng là một trong những cái người mà đã tham mưu để mà đảng ra cái chỉ thị về phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, và thông qua cái phát triển kinh tế xã hội này để mà giải quyết vấn đề phun rô một cách tận gốc, tức là lấy chính trị để giải quyết vấn đề phun rô một cách cơ bản. Thế còn thì dùng những biện pháp chấn áp, dùng biện pháp vũ trang chỉ là tức thời. Thế và hai nữa là đi sâu vào vận động đồng bào của các dân tộc, đặc biệt là những người có uy tín trong cái vùng đồng bào dân tộc, để lôi kéo phun rô rồi tuyên truyền động viên giáo dục phun rô về hàng, giao nộp vũ khí cho cách mạng, về làm ăn yên ổn. Thì có lẽ những cái tư tưởng này nó được vận dụng một cách rất là rõ ràng ở trong những cái hoạt động cụ thể trong cái thời kỳ này. Đất nước ta đổi mới gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Quán triệt tư tưởng của đồng chí Phạm Hùng, nếu làm công an mà không quản lý tốt hộ khẩu, nhân khẩu thì coi như không làm công an. Thì làm công an mà không nắm chắc tình hình hộ khẩu, nhân khẩu thì nghĩa là nhắm mắt mà đánh. Công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu của lực lượng Công an Nhân dân đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội. Trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, bên cạnh Công an Nhân dân bản lĩnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy Công an Nhân dân. Đồng chí đã chỉ đạo sát sao việc dự thảo pháp lực lượng an ninh nhân dân để trình Bộ Chính trị và Quốc hội. Ngày 14 tháng 11 năm 1987, Chủ tịch nước đã ký pháp lệnh số 01 LCT-HDNN công bố pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân, tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng an ninh nhân dân cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cùng với đó, Bác Hai Hùng viết nhiều cuốn sách về lực lượng Công an Nhân dân. Xuyên suốt các tác phẩm đều hướng đến xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vì dân phục vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trong nước, đồng chí và lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị với nhà nước cho phép ngành công an cử hàng ngàn cán bộ sang học tập nghiên cứu ở nước ngoài nhằm trao đổi học hỏi về nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn đặt ra. Nhớ về sự nghiệp và cuộc đời của Bác Hai Hùng, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, người con kiên trung của mảnh đất Nam Bộ đất thép thành đồng, mà Bác Hai Hùng còn là một lãnh đạo vô cùng gần gũi và bình dị. Thì miền Đông anh biết lúc đó là đói, ta nói gian khổ ở miền Đông mà, là đói, đói là ăn cháo, mỗi lần ăn một chén cháo với rau tàu bay thôi. Với anh Hai Hùng cũng như đối với các đồng chí của khu ủy miền Đông á, thì lúc bây giờ tụi tôi mới để dành cơm nấu cho ông ăn, ông dứt khoát không ăn. Anh em sống thế nào thì mình sống thế đó. Bây giờ các anh bắt tôi ăn cơm á, tôi ăn nuốt không vô. Thì tụi tôi mới họp chi bộ với bạn nhau. Tôi lúc đó là bí thư chi bộ. Họp đó tôi nói bây giờ xin anh Hai thế này, là bây giờ tụi tôi đó thì với lòng thương yêu anh, nhưng mà với cái lòng kính trọng mà lo lắng bảo vệ cho lãnh tụ, thì chúng tôi
đề nghị anh ăn cơm để anh có sức khỏe làm việc. Rồi sau cùng đó, ông cũng nói, giờ này nói thôi bây giờ biểu quyết ai đồng ý cho anh hai ăn cơm với phải bồi dưỡng thì tất cả đều giơ tay biểu quyết là đồng ý anh hai ăn cơm. Thì rốt cuộc sau cùng ông phải chấp hành. Sau cái giải phóng thì bác hai có về thăm cái xã Long Phước chúng ta. Thì lúc mà bác hai về thì người dân ra thăm bác đông lắm. Nói chung là lúc đó thì cái lực lượng của mình thì không có cho. Nhưng mà sau đó thì bác hai cho ý kiến là thôi cứ để người dân vào. Tại vì đây là dòng họ bà con của bác không à. Thành ra vào cái nhà, lúc đó nhà còn nhỏ lắm. Thì vào nhà chặt nhà chân luôn. Thì nói chung là người ta cũng hỏi thăm về sức khỏe bác hai, rồi quá trình bác đi, cái nào rồi hỏi thăm về tương lai của đất nước sau khi mà giải phóng rồi thì làm cái gì vậy đó. Thì bác hai chủ yếu tập trung là động viên bà con mình cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế. Nhất là vô cái kinh tế hợp tác để cho xã mình dân được thoải mái hơn, giàu hơn. Đó là lần đầu tiên bác về. Sau này thì rất là nhiều lần bác về bác thăm mà bác chỉ ghé qua nhà thôi. Có khi về là không có cho địa phương hay nữa. Qua những mẩu chuyện nhỏ kể về tác phong làm việc và sinh hoạt của đồng chí Phạm Hùng, đã toát lên hình ảnh một người lãnh đạo liêm chính nhưng cũng đầy tình cảm. Trong sự nghiệp lãnh đạo của mình, bác Hai Hùng đã cùng với các cộng sự sáng tạo ra một cách nộp đảng phí đầy ý nghĩa. Anh em mới quyết định thành ra cái chủ trương chung đó là bây giờ chúng ta phải ngoài cái sản xuất là phải trồng khoai mì chung để giải quyết cái đói rồi. Thì mỗi đảng viên phải đóng đảng phí bằng khoai mì. Mỗi người quyết định là trồng 30 cái gốc khoai mì để đóng đảng phí. Thì nhưng mà có một cái điều á, lúc bây giờ quyết định á, là đóng đảng phí, trồng cái đóng đảng phí, không lấy vào giờ chính quyền. Mà buổi trưa phải thức, phải trồng. Ai trồng được sớm thì nghỉ, ai đếm kiểm tra đủ. Thì anh Hai Hùng ở tới trưa, ông cũng xách cái cuốc ra, ông đi cũng đào, ông cũng đóng đảng phí bằng khoai mì. Không thể để cho trong nội bộ đảng, trong nội bộ các cơ quan xí nghiệp nhà nước, trong nội bộ quân đội, trong nội bộ công an, trong nội bộ các đoàn thể mà có là việc tiêu cực. Cái này là cái lớn lắm. Và đây là vấn đề ta nói sức mạnh tổng hợp. Mà sức mạnh tổng hợp nó không cản nổi cái tiêu cực này thì nghĩa là chúng mình không có sức đâu mà xây dựng tổ quốc đâu. Giữa lúc nhân dân miền Bắc đang thiếu đói trầm trọng do mất mùa, bác Hai Hùng đã trực tiếp vào miền Nam, tổ chức thu mua lúa gạo và vận chuyển ra Bắc cứu đói cho dân. Trong chuyến công tác này, đồng chí đã đột ngột qua đời vào ngày 10 tháng 3 năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 76 tuổi. Cuộc đời bão táp đã bao lần ra đi rồi trở lại, nhưng cuộc chia ly này là mãi mãi. Bác Hai Hùng ra đi khi không kịp nhìn thấy thành quả của mình cống hiến vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tấm gương đồng chí Phạm Hùng đã trở thành biểu tượng của ý chí và nghị lực phi thường của một thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản. Học tập ở tấm gương của đồng chí Phạm Hùng trong thời gian qua, thì Đảng ủy, Ban giám đốc, Công an tỉnh đã phát động nhiều phong trào chỉ đạo cho các cái chi đảng bộ cũng như lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ quán triệt về những cái tấm gương, đặc biệt là về cái tinh thần bất khuất vượt mọi khó khăn trong thực hiện cái nhiệm vụ chính trị cũng như là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Học tập ở tấm gương đồng chí Phạm Hùng là chúng ta học tập về cái việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đây là một cái điều rất quan trọng mà chính đồng chí Phạm Hùng là người đã khởi xướng cái phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Có thể là qua triển khai học tập cái phong trào 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn với cái phong trào là xây dựng người công an bản lĩnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ,
Đảng ủy, ban giám đốc luôn coi trọng là xây dựng về cái phẩm chất chính trị, đặc biệt là luôn giáo dục cho cán bộ chiến sĩ rèn luyện tu dưỡng về cái đạo đức cách mạng để xây dựng cho mình một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, là sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân ta là cuộc chiến đấu đầy khó khăn, gian khổ. Điều đó đòi hỏi các chiến sĩ công an bản lĩnh trí tuệ và tinh thông chuyên môn nghiệp vụ. Sự rèn luyện và trưởng thành của thế hệ đi trước là nền tảng vững chắc cho thế hệ hôm nay tiếp bước. Nối tiếp truyền thống đó, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Long nói riêng và lực lượng công an nói chung nguyện học tập, làm theo tấm gương Bác Hai Phạm Hùng, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân. Cả cuộc đời mình, đồng chí Phạm Hùng đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí không chỉ là người lãnh đạo xuất sắc, mà còn là người thầy, người chỉ huy cần mẫn, mưu trí, sáng tạo. Ở đồng chí cũng đã thể hiện rõ nét phẩm chất, tài năng của một người chỉ huy, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Phạm Hùng đã được tặng thưởng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, huân chương sao vàng và nhiều huân huy chương cao quý khác do Đảng, Nhà nước Việt Nam và bạn bè quốc tế trao tặng. Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng của mình, Bác Hai Hùng đã dành trọn 1/3 thời gian cho bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực để cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, thực sự trưởng thành, thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng, là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự do Tổ quốc, vì ấm no của nhân dân.